Em hỏi anh, cái ngày em thành thân anh đang ở đâu? Anh ở trên núi, nhìn về hướng này, uống hết ba tửm rượu. Em còn tưởng là anh sẽ đến cản trở. Anh làm không được, làm vậy là sai. Bởi vì em đã trở thành thê tử của đại sư huynh. Tại sao em còn nhắc tới? Khó khăn lắm anh mới có thể quên đi. Anh đừng từng gặp mình nữa, anh quên được hay sao? Em là người của anh, em là đi lấy đại sư huynh. Bởi vì em là người đàn bà lăng loàn, đại sư huynh không thèm em, không thèm đụng tới em. Em nói gì? Không lẽ hai người vẫn còn? Đại sư huynh đã biết hết tất cả. Chuyện gì? Đại sư, tha thứ cho em. Lẽ em có lỗi với anh, không đi cai tới thăm thân. Anh đừng trách cổ. Đành quý, không phải là ai có lỗi với ai, hay là ai không có lỗi. Điều quan trọng là em có yêu cổ hay không. Nếu như yêu cổ, tại sao lại không giữ cổ lại? Huống chi hai người không phải là gì. Là gì? Anh là đại sư huynh không đi. Đại sư huynh, ý của em không phải vậy. Em có ý này cho nên để cho anh vui lòng. Thật ra không coi anh là đối thủ, nhưng em làm như vậy anh không cảm kích em đâu. Bất luận là anh muốn chém muốn gì, em đều chấp nhận. Em kêu anh làm như vậy thì Thanh Thanh sẽ hận anh suốt đời. Đại sư huynh, anh mặc kệ hai người trước kia xảy ra chuyện gì, anh tuyệt tình không ngại. Anh chỉ muốn được cùng em cạnh tranh công bình, để cho Thanh Thanh tự mình quyết định, để cho cổ suy nghĩ ai là người thích hợp với cổ. Đại sư huynh, làm vậy em... Được rồi, tình thế bây giờ cứu sư phụ là quan trọng nhất. Chúng ta vẫn còn thời gian, từ nay chúng ta sẽ phân cao thấp. Đoạt mệnh đâu, không phải là tiêu hồn đâu. Kẻ bị khống chế linh hồn, trước hết người sẽ mỏi mệt, đói như không ăn, tâm trí lẫn lộn, đến nỗi không tự khống chế được mình. Đến lúc đó sẽ... Hả? Thưa cha. Con đang làm gì? Con đang coi sách thôi. Đơn giản vậy sao? Con đang muốn cứu đám khốn nạn của Trung Nghĩa Đường kia mà. Thưa cha, nếu cha đã biết hết, phải cho con thuốc giải để con đi cứu nhà cá thần hồn. Con dám? Con không có uống thuốc giải mà cha cho con. Cha, cha hãy quên hết chuyện đã qua đi, làm người trở lại có được hay không? Cha, chỉ cần cha chịu làm người tốt trở lại, con nhất định sẽ ở lại đây để tận hiến với cha. Con thà rằng tin đám người đó cũng không thèm tin cha của con. Vậy trả thuốc giải lại đây. Đưa đây, đưa đây.
Vậy cha hãy nói cho con biết, làm sao mà có thể dạy được không hồn đại pháp cho gia cát thần hầu? Con hãy trả lại thuốc giải thì cha sẽ nói cho con biết. Cha mà nói cho con biết, sát hồn đại pháp không có thuốc giải, không có cách cứu. Phương pháp duy nhất để cứu hắn chỉ còn cách quên hết đi mọi việc. Quên hết mọi việc? Thất trí đơn, thất trí đơn. Để cho con. Cha, cha. Đã quá trễ. Cha, tại sao cha lại nhẫn tâm như vậy? Ngỗ nghịch, tại sao ta lại có được con gái như con? Con không hy vọng có người cha giống như là cha. Được, được lắm. Hôm nay ta cho con tội nguyện. Từ nay trở đi, ta không nhận ngươi là con của ta nữa. Ngươi đâu? Tướng quân, lôi nó ra ngoài. Từ nay không cho nó bước vào tướng quân phủ. Dạ, tướng quân. Buông ta ra, ta tự biết đi. Tiểu Đao, tại sao đứng ở chỗ này không vào trong? Em có lỗi với mọi người, em không dám nhìn anh nữa. Em làm gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Thuốc giải. Để kiếm được thuốc giải? Thuốc đâu? Thuốc giải đã bị cha em quăng hết đi. Thì ra thuốc giải lũa trong mình của em mà em không biết. Ở trong mình của em? Trong mình của em là thuốc gì? Là thất trí đơn. Cái gì? Muốn sư phụ quên hết tất cả thì mới được cứu. Tên của Linh Lật Tịch thì là quá ác độc. Tiểu Đào, anh không có ý nói cha của em đâu. Anh nói không sai chút nào. Em rất là hận em. Rất hận tại sao cha em lại làm như vậy. Mà kệ lỏng đã làm chuyện gì, Tiểu Đao vẫn là Tiểu Đao. Người mà anh yêu vẫn là Tiểu Đao. Suốt đời này anh không bỏ em. Mặc kệ em đã làm sai cái gì, mặc kệ em làm sai điều gì, anh cũng sẽ đứng bên cạnh của em. Dù cho em không nhà không cửa, không có chỗ nương tựa, em có thể coi trung nghĩa đường là nhà. Có anh để cho em nương tựa. Đại sư huynh, anh làm gì vậy? Anh trả tự do cho em. Anh muốn rời bỏ em. Thanh Thanh, em hãy quên đi chuyện mà chúng ta bãi đường. Để suy nghĩ kỹ lại rồi mình nói sau. Nếu như không có chuyện đó xảy ra, anh cũng sẽ làm vậy sao? Không phải để chăm suy nghĩ, thì sao anh khi dễ em? Tinh Tinh, làm gì vậy? Đừng có trách anh nhiều chuyện. Lúc nãy em nhìn thấy đại sư huynh ôm mình đi vào thư phòng, hai người đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi không còn là phu thê nữa. Lệnh quyết, ngươi là đồ xuất sắc. Tại sao đối với Thanh Thanh như vậy? Hả? Có biết cậu đây là hiền thê của đại sư huynh hay không? Em đúng là cái đồ cầm thú không bằng.
Nhị sư huynh, anh giết em đi. Giết em để cho đại sư huynh bớt giận. Bộ tử là ta không dám đâu. Ra tay đi. Anh giết em để không còn ai cản trở họ làm cũng thế. Xuống tay. Nếu như anh không giết em, Thanh Thanh vĩnh viễn sẽ không cách nào làm nương tử của đại sư huynh. Em theo cậu suốt đời, tới khi em chết. Đừng có ép anh phải giết chết em. Tưởng giết là giết sao? Mặc kệ lúc đó nguy hiểm cách mấy, em không nên làm như vậy. Lúc đó em không thể nào không làm gì. Cho nên em thà làm cho cổ sống không bằng chết. Tại sao lúc đó em không giết chết cổ cho xong? Vậy lúc đó sao em không nghĩ ra em nên giết cổ? Qua đây nói cho em biết. Vì em đã có tài đối với Thanh Thanh. Hai người còn rảnh để đánh nhau? Sư phụ của hai người đã bỏ đi rồi. Sư phụ có vấn đề, đừng để ông đi. Nghĩa phụ. Nghĩa phụ. Thanh Thanh, có sao không? Không sao, trong ám khí có thuốc mì. Thế nào, có đau hay không? Không đau. Nếu đau thì anh nói rồi có nên ráng hả? Anh đau. Hả? Anh đau? Tại sao vậy? Đau chỗ nào? Chỗ này. Chỗ này? Sao lại đau? Anh đâu có bị thương chỗ này. Vì nhị sư huynh đau lòng. Đừng lo cho tôi, cứ lo cho ảnh. Đồ ganh tị. Như là giỡn với em thôi. Đại sư huynh thế nào? Anh đau hả? Đem nhà ta chút. Không sao. Có một vết thương lạnh huyết không nhẹ đâu. Em hãy qua lo cho nó. Dạ. Không cần. Anh không gì. Lạnh huyết còn làm gì vậy? Nghĩa phụ, cha nhận ra chúng con sao? Các con làm cái gì chứ? Thật sự làm gì đây? Lãnh Quyết, con sao đây? Con đã bị thương. Các con vào đấu với ai? Cái gì? Chính ta đã đánh các con bị thương à? Tại sao ta không có chút ấn tượng nào cả? Sư phụ, không phải lỗi của sư phụ. Linh Lạc Thạch đã hạ độc thủ, hắn khống chế sư phụ. Sư phụ còn nhớ không, lúc ở Đại Lao, hắn cho sư phụ uống một viên thuốc. Viên thuốc này làm cho thần trí bị rối loạn. Linh Lạc Thạch muốn sư phụ quá thành ác ma, giết hết võ lâm cao thủ ở trong thiên hạ. Ta có giết người không? Ta có giết người không? Sư phụ. Nghĩa phụ, xin cha đừng quá xúc động. Chúng con đều biết là cha có muốn như vậy. Cha của tôi thiệt quá tàn độc. Chị rất tiếc tôi lấy không được thuốc giải. Ta đi giết hắn. Ê, là Quyết, anh đừng có đi. Anh không phải là đối thủ của cha tôi. Anh đi chỉ tự nập mình thôi. Vậy còn sư phụ? Chúng ta phải nghĩ ra cách. Còn cách gì? Không lẽ mặt trời không xuống núi? Đúng. Lỡ như trời tối nghĩa phụ lại.
chặt hơn, chặt hơn một chút. Sư phụ, sư phụ, nghĩa phụ, nghĩa phụ, thật khổ cho cha. Có đáng gì? Chỉ khi cha nghĩ đến gia cát thần hầu này giết người vô tội, thì lòng của cha vừa đau khổ vừa cay đắng. Gia cát tiên sinh, đêm dài như vậy thì khó mà chịu nổi. Tuân lễ không còn cách nào khác. Cứ giết ta đi. Nghĩa phụ, xin cha đừng nghĩ bậy. Nè, chặt lại một chút, chặt lại. Sư phụ, chặt hơn một chút. Đêm hôm qua, thật ra ta là giết ai nữa? Thiếu Lâm Tự, Huyền Không Phương Trượng. Cái gì? Tại sao các con không cản trở ta? Tôi con là tử quan, nhưng mà cả bốn người không cản được sư phụ. Lãnh quyết, hãy giết ta, hãy giết ta ngay. Sư phụ, con làm không được. Thiết thủ, sư phụ đừng nhìn con, con cũng làm không được. Sư phụ, xin đừng nóng lòng, để tụi con nghĩ ra cách. Bây giờ thì ta đi giết Linh Lạc Thành. Sư phụ, sư phụ. Và các thần hầu đại giá tới đây có điều gì để chỉ giáo? Vì không cần phải làm bộ như là không biết. Lão phu đích thực là không biết. Linh Lạc Thạch, hôm nay lão phu đến đây lấy mạng của ngươi. Xin hỏi lão phu đây có tội gì hả? Tội ác khó tha, ngươi đã biết rồi mà còn hỏi. Nghĩa phụ, cha không cần nói nhiều với hắn. Linh Lạc Thạch, hôm nay lão phụ đến để thanh toán chuyện với ngươi. Thank you.
bây giờ ngươi chắc khó chịu lắm phải hay không? Đừng quên, ta là chủ nhân của ngươi, bọn họ chính là địch nhân. Giết đi, không chờ một người nào, giết hết bọn họ, giết! Không lẽ ta lại giết người? Lần này đã giết ai? Lần này không có. Cũng mới đại sư huynh và thân thân đã làm cho sư phụ may mắn kịp thời. Nếu như không thì tụi con đã bị chết hết. Các con cản trở được lần này, vậy còn lần sau? Nghĩa phụ, không cần phải lo, chúng con nhất định sẽ nghĩ ra được phương cách. Lão phu phải nên làm thế nào? Vô tình, nếu như là con phải làm thế nào? Hả? Lãnh quyết, còn con đời này của sư phụ nhận các con làm đồ đệ, có chết cũng không hối tiếc. Sư phụ, chỉ còn cách này, hãy hứa với ta nhất định phải làm cho ra thần kiếm, giết cho được Linh Lan. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Sư phụ, tại sao làm vậy? Sinh mạng của tụi con là do người nuôi dưỡng. Dù sư phụ giết chết tụi con cũng không trách người. Đâu cần phải bỏ tụi con. Nghĩa phụ, cha thật là khờ. Cha thật là khờ. Sư phụ vì mấy người chúng ta nên mới kết thúc sinh mạng của mình, thì cũng giống như chúng ta chính tay giết chết sư phụ. Sư phụ, xin lỗi sư phụ. Thanh Thanh, bên ngoài có người đem quan tài tới. Quan tài? Ừ. Quan tài gì? Quan tài này là do tướng quân tặng cho. Tố đại sư, hả? Ngươi còn dám tới đây? Tới không được sao? Tướng quân có nói gia các thần hầu đã chết, cho nên cố ý kêu ta mua một cỗ quan tài thượng hạng để dùng cho đám tang của gia các thần hầu, thì là quá đáng. Thưa đại sư,
làm phiền đem cổ quan tài đi về. Luôn tiện nhắn giùm một câu với Linh Lạc Thành: quan tài này đáng lý là thuộc về hắn. Đừng có nói như vậy, tướng quân cũng kêu ta nhắn một câu với các ngươi. Ông nói là Gia Cát Thần Hầu đã chết, bây giờ ông ta là thiên hạ vô địch. Các ngươi hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi, đừng có ý chống cọi nữa, rời khỏi giang hồ, trở về quê cày ruộng. Nếu như không... Nếu không thế nào? Nếu không, lần sau sẽ tận thêm vài cổ quan tài để cho các ngươi gặp nhau ở dưới âm dương. Ngươi! Ở trong lúc này, chúng ta không nên hành động lộ mạng. Chúng ta phải quá bi phẫn thành lực lượng. Thiết thủ Lãnh Quyết Thanh Thanh, các em nghe đây, chúng ta phải lấy độc Linh Lạc Thạch để mà tế hồn tiên của sư phụ. Nếu không thì quyết không an táng sư phụ. Tiêu Đao sao vậy? Em cảm thấy thiệt là có lỗi với mọi người. Cũng vì hành vi tàn độc cùng với tham vọng của cha em nên đã làm cho Gia Cát tiên sinh chết. Không liên can tới em, và em không cần phải tự trách mình như vậy. Vì phần của anh, đáng lẽ anh còn phải nói một câu xin lỗi. Nói xin lỗi em? Cho dù Linh Lập Thành là cha của em, nhưng anh nhất định phải giết ông. Em hiểu, nhưng mà em thiệt lo quá. Em lo cái gì? Em lo cho sự an nguy của mọi người. Kết quả phải có người bị thua, vậy thì chuyện này mới kết thúc được. Nhưng mà thiết thủ, em không thể nào mất anh. Bây giờ còn bao nhiêu hồi ức em vẫn chưa có hồi phục được, không có anh em sẽ thế nào. Như vậy vĩnh viễn em không có cách nào biết được trước đây chúng ta đã từng xảy ra chuyện gì. Vĩnh viễn cũng không biết được tại sao em lại yêu anh. Tiêu Đao, chỉ cần nghe em nói như vậy, cho dù lúc trước anh đã yêu em một cách cực khổ, nhưng mà tất cả những cái đó rất xứng đáng. Vậy còn sau này? Em cứ yên tâm, sau này mọi việc sẽ càng tốt hơn, nhất định sẽ tốt hơn. Cảm ơn mọi người. Ăn cái gì? Muốn ăn cái gì? Thiệt tình. Nè, bộ điên rồi hay sao? Em mới điên. Nè, sao lại không để tôi bị xuống? Không phải cô nương, chúng tôi chỉ là người bán dạo, cô ăn không như vậy không được đâu. Không phải là ta muốn ăn tô mì của ông, ta chỉ chửi ảnh thôi. Đồ điên. Bỏ ổng điên à? Nhìn đâu có giống. Người mới điên đó, để tôi bị xuống đi. Dạ được. Mời tự nhiên. Dạ. Ta muốn hỏi thăm Vô Lượng Sơn phải ở gần đây không? Không có nghe qua. Sao anh lại bắt chước em? Bởi vì sao bị em chửi mà. Dọc đường làm cái gì thì cũng bị em chửi. Phương cách tốt nhất em làm cái gì thì anh làm theo. Như vậy ít nhất em không chửi anh. Vậy em không ăn. Nè được rồi, anh giận với em thôi. Đừng có giận nữa, ngồi xuống đi. Anh không bắt chước em. Nè, ăn mì. Đúng rồi, anh có viết thư cho Gia Cát sư phụ nói về tình hình của mình. Có viết hay không thì cũng giống nhau thôi. Một là viết em bỏ mặt anh, còn hai là chửi anh. Chỉ cần từ nay anh đừng có nói quá nhiều. Chỉ cần là anh đừng có đi theo đằng sau lưng của em. Em muốn chửi anh đâu có kiếm được người để chửi. Như vậy thì buồn chán lắm. Buồn chán còn hơn là tức mà chết. Nè Đại Trân à, anh có điều gì không tốt cứ chê bai anh hoài. Anh có điều gì tốt? Gương mặt của anh cũng đẹp trai lắm chứ. Võ công cao cường, thân phận thanh cao, giờ còn chung tình với người yêu. Em nghĩ coi, thời buổi này đi đâu kiếm được thứ đàn ông giống như là anh đây. Tiểu nhị. Dạ cô nương.
Ông có cảm thấy chỗ này có mùi hôi hay không? Dạ đâu có. Nhờ, ở đây. Nè, làm ơn tránh ra đi. Đại Trưng. À, khách quan à, ông chưa trả tiền. Nè Đại Trưng. Đại Trưng à. Đại Trưng. Anh làm gì cho em giận nữa đi. Đừng coi trẻ anh. Cũng vì em ghét anh. Em ghét anh. Anh đi cho khách ngay. Tôi thiệt thấy ghét. Thiệt thấy ghét ông lắm. Ông đi đi. Nè kỳ vậy. Là chính em thấy ghét anh mà. Đáng lý em đi tại sao anh phải đi? Thật kỳ lạ. Chính bà thấy ghét tôi mà. Đáng lý bà phải đi. Sao bà lại kêu tôi đi? Đâu phải là lỗi của tôi. Sao lại kêu tôi đi? Đâu phải là lỗi của tôi. Sao kêu tôi đi? Nè, chính em kêu anh đi. Không phải là anh kêu em đi. Anh không muốn đi tại sao bắt anh đi? Ê, chính là bà kêu tôi đi. Không phải là tôi kêu bà đi. Tôi không muốn đi tại sao bắt tôi đi? Hai người đừng hồn nữa có được không? Lâu Mậu, Lâu Bá, tại sao hai người lại bắt chước chúng tôi nói chứ? Nè, cậu đừng nói tầm bậy. Ai là vợ chồng với ổng? Ta là Mỹ cô nương. Cho tới bây giờ ta vẫn còn băng thanh ngọc khiết. Ở vậy một mình, vẫn chưa có chồng. Hey, ta là tướng công tử. Ta không quan hệ gì với bà này hết. Muốn tôi cưới bà, trừ phi đợi thêm 100 năm nữa. Ê, tiểu cô nương, ta thấy cô miệng mồm lanh lợi. Hãy dạy ta chửi ông cách nào. Kêu ông đi chết đi. Tôi đã qua rồi. À, vậy bà kêu ổng. Qua 200 năm nữa, đàn ông ở trên thế gian đều bị sập chết hết. Hi da, thiệt là quá tốt. Mấy câu nói của cô đơn giản rõ ràng, vừa cay là vừa độc. Cậu à, hãy giúp tôi, giúp tôi. Nghĩ ra cách làm sao để trả lời với bà. Không thể nào bị thiệt thòi cho tôi. Hả? Ờ, vậy cho dù là tất cả đàn bà trên thế gian này chết hết cũng không cưới bà. Bà nghĩ coi tại sao câu đối thoại hay như vậy mà chúng ta vẫn nghĩ không ra. Thì bởi vậy, nhưng mà chúng ta đã cãi nhau gần cả trăm năm. Vẫn nghĩ không ra cái lời độc đáo như vậy, thiệt là hợp lý. Đúng. Nè cô à, xin hai người hãy tiếp tục chửi. Tiếp tục chửi. Tôi không làm ồn hai người. Đứng bên cạnh để mà học hỏi. Phải. Tiếp tục cãi. Tiếp tục. Tôi không cãi nữa. Nè, sao không ngay nữa? Vẫn chưa cãi xong. Tôi đã cãi xong rồi. Như vậy, màn kế tiếp kia nào hai người mới bắt đầu. Chúng tôi có thể đợi. Phải. Là Mậu, Lão Bá, đừng đợi nữa, không có màn kế đâu. Chúng tôi không gây nữa. Coi đây, nó khó lắm, nó có đối thủ để chúng tôi học tập. Sao hai người lại không tiếp tục cãi? Thì đúng. Tiếp tục đi. Phải cãi. Tiếp tục cãi giùm. Nói không cãi là không cãi nữa. Nè ông bà, hay mau về, chúng tôi sẽ không làm ồn nữa. Vậy phải làm sao? Thật là hết cách. Chúng ta chỉ còn cách trở về Vô Lượng Sơn. Vô Lượng Sơn? Nè hai vị, Để chút. Hai vị đó là biết Vô Lượng Sơn à? Vậy đương nhiên chúng tôi đang ở Vô Lượng Sơn mà. Không thể nói được. Ai chồng nói? Không có nói gì hết. Tướng công tử. Mỹ cô nương, hai người muốn nghe chúng tôi gây lộn. Phải. Chúng tôi cãi nhau đã mệt quá, muốn nghỉ ngơi, muốn uống miếng nước. Nếu chịu đưa chúng tôi tới Vô Lượng Sơn, chúng tôi nghỉ một lát, đợi chúng tôi khỏe lại sẽ cãi nhau cho hai người nghe. Được. Mau theo chúng tôi. Mau theo chúng tôi. Đi theo ta. Phòng số 7 là cho tôi giận tôi cánh mặt ổng. Còn phòng số 8 thì đừng chút. Nè Lão Mẫu. Hả? Thực ra là có bao nhiêu cái phòng đây hả? Đâu có nhiều, 33 căn thôi. Đúng. Thôi đi, căn nào cũng 33 hả? 33 căn phòng. Đúng vậy. Nhưng ở bên ngoài chỉ thấy được một căn nhà tranh. Đúng, cái Vô Lượng Sơn này là của chúng tôi. Thôi đi. Nếu họ đã vào đây thì không ra ngoài được nữa. Ông cứ việc nói ra. Nói ra. Phải. Được, nói ra. Vô Lượng Sơn này là của chúng tôi. Nói nó lớn thì không phải nó lớn. Nói nhỏ không phải nhỏ. Vô Lượng Sơn này của chúng tôi như là vậy đó. Không phải đâu. Chúng tôi đâu có nhìn thấy núi gì. Hơn nữa bây giờ đang ở trong rừng trúc mà. Sao lại có Vô Lượng Sơn? Ai nói là không có. Vô Lượng Sơn đó ở đằng sau hậu viên của chúng tôi. Đúng, phía sau hậu viên.
À, phải. À, coi đi. Vô Lượng Sơn chỗ nào? Nè, ở đây là Vô Lượng Sơn. Trước mặt của cậu chính là Vô Lượng Sơn. Đúng vậy. Tôi nghe người ta nói là Vô Lượng Sơn ở chỗ này, dọc đường đã hỏi rất nhiều người, bọn họ đều không biết. Nhưng mà hai người nói chỗ này là Vô Lượng Sơn, đâu có phải? Không có sai, chỗ này chính là Vô Lượng Sơn đó. Phải. Nơi này có chỗ nào là núi đâu, so với nghĩa địa cũng không bằng. Ây dạ. Hả? Ừ. Cậu nữ, sao cô lại biết là nghĩa địa? Tôi cũng không biết. À, xin hỏi nơi này đã từng chôn ai? Không phải là chôn xác người mà là chôn. Hay ấy, không thể nói, không thể nói, không thể nói được. Sao hồi nãy biểu tôi không nói, bây giờ bà nói chứ. Tôi biết trước, nếu như không nói họ cũng biết được. Tình. Nhưng mà có nói nữa. Tôi đã nói biết từ sớm. Đừng có nói. Đúng vậy. Thật ra trong giang hồ đã sớm đồn đại nói Vô Lượng Sơn không phải là chôn người. Tôi đã nói rồi là họ đã biết từ sớm. Cậu đẹp trai, tôi hỏi cậu, nếu như cậu đã biết chôn không phải là chôn người, vậy trong đó thật ra là chôn cái gì? À, phải là cái gì hả? Tôi đương nhiên là biết. Ở tại Vô Lượng Sơn đã có chôn một bảo tàng hiếm có. Hả? Nếu vậy cậu có biết được bảo tàng đó là bảo vật gì không? Phải là bảo vật gì? Ây da, bảo vật trong bảo tàng này thì chính là một cây kiếm. Là thần kiếm. Thần. Thần kiếm. Thần kiếm. Kiếm. Đúng. Thần kiếm.